Em Thuy xin được gửi lời chào đến toàn thể anh chị ạ. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu một mẫu 7 chỗ số tự động giá rẻ. Dòng này gần như là giá rẻ nhất rồi. Thương hiệu cũng là thương hiệu của Nhật Bản, thương hiệu Suzuki, siêu bền, siêu tiết kiệm. Một chiếc XL7 sản xuất 2020, bây giờ tầm tiền của nó chỉ hơn 400 thôi. Tính ra mức giá nhá, chỉ ngang ngang con Vios thôi anh chị ạ. 7 chỗ số tự động nhìn không khác gì Xpander, cũng là xe nhập, cũng là xe nhập Indo. 2020 xe biển 89 biển Hưng Yên, một chủ từ mới luôn. Bao zin bao chất cả xe với tầm tiền hơn 400. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết một vòng để anh chị mình cùng xem. Tự động nhá, nhưng mà giá nó chỉ ngang với giá của Xpander số sàn thôi anh chị ạ. Đây là cái thiết kế đèn phía trước này. Bao gồm cho mình sẽ là bóng projector kết hợp với cả dải đèn LED rồi cả bóng halogen. Phần đèn gầm thì cũng sẽ là đèn halogen. Lốp theo xe vẫn còn anh chị ạ. Cái này bác chủ bác ấy chạy được khoảng tầm gần 5 vạn. Đây lốp theo xe vẫn còn này. Lốp 220. Đây thông số lốp đi anh chị nhé. Tuần thứ 32 2020. Dòng này thì hôm trước em mới bán một chiếc màu trắng. Hôm nay em về thêm màu cam. Màu này nhìn cũng khá là đẹp mắt. Kết hợp với cả cái bộ nội thất thì cũng là hai cái tông màu là đen với cả cam. Nhìn đẹp phù hợp với xe. Đây là cái thiết kế nội thất đấy anh chị này. Loanh quanh hơn 400, đây là một cái mẫu mà 7 chỗ giá rẻ, siêu bền, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Đây là cái form dáng phía sau. 89 Hưng Yên, một chủ từ mới. Phía sau sẽ được trang bị cho mình là hai mắt cảm biến lùi. Hệ thống đèn phía sau thì cũng có cả đèn LED ạ. Cái thiết kế đèn LED thì nhìn xe khi mà anh chị mình phanh mình dừng đỗ này, nhìn cái đèn này nó rất là đẹp. Thêm cả bóng halogen này. Bình thường mình mua Xpander là nó chỉ có đèn halogen thôi, không có LED. Nhưng mà XL7 nhá, có cả LED luôn. Phần cốp phía sau thì cũng tương đương với cái cốp của Xpander. Đây là hộc để đồ này. Đây để đồ, khu vực để đồ này. Kích lốp, phụ kiện các thứ thì đầy đủ ở đây. Đây là cũng là nguyên bản của hãng người ta cho mình. Phụ kiện các thứ là có hết rồi. 2020. Trên này có gắn cả cam hành trình anh chị nhá. Cam hành trình ở phía trước là có một cam này, với cả cam hành trình phía sau đây. Em đang để nó làm bị tuột, chốc em sẽ dán lại cho mình. Cam thì đều sử dụng cam xịn là cam của Vietmap hết. Ở chỗ này dán nó chưa chắc thì em sẽ bắt vít em chỉnh lại cho mình nhá. Cam hành trình trước sau kết hợp với cả cam lùi. Tất cả 4 bánh này đều được trang bị la răng phay thể thao. Hai bánh trước thì sẽ là phanh an toàn, phanh ABS, còn hai bánh sau thì là phanh tang chống. Phần xi nhan được tích hợp trên gương và có cả khóa tay nắm cửa thông minh. Đăng kiểm phí đường bộ chiếc này thì nộp đến tận tháng 5 2025. Tính ra là thoải mái, còn khoảng tầm nửa năm nữa cho mình sử dụng. Bây giờ thì em sẽ đi vào quay cái phần nội thất. Những cái phần lên xuống này anh chị ngắm qua này cũng được ốp cái mạng chrome. Xe chạy ít nên cái phần nhựa này hầu như là không có chảy xước nhiều. Tất cả các chi tiết phím bấm đây rõ ràng, sắc nét, không bị bay mòn sơn, chóc sơn. Xe được trang bị cả cho mình là cân bằng điện tử chống trơn trượt. Vô lăng tích hợp phím bấm. Phần vô lăng thì sẽ có đàm thoại, rảnh tay với cả tăng giảm âm lượng, chuyển bài, chọn bài. Cái hệ camera 3 sọ cam hành trình của xe thì sử dụng cam của Vietmap, tích hợp cả dẫn đường định vị. Màn hình này cũng màn hình đỏ luôn rồi. Màn này là màn Android, màn xịn luôn anh chị ạ. Hệ thống điều hòa xe là điều hòa. Mình có cả điều hòa auto ở đây này, có cả auto rồi anh chị nhé. Xpander nếu mà mình đi phiên bản số sàn ấy thì nó chỉ có điều hòa cơ thôi, chứ này có điều hòa auto. Hộp số tự động VVT-i. Order đang chạy được 4,7 vạn, xăng vẫn gần như đầy bình nhá. Xăng anh chị đi về được gần 300 cây nữa. Về mua về chưa phải đổ xăng anh chị ạ. Dòng này thì đi nó cũng tiết kiệm như Xpander vậy, tiết kiệm hơn cả Xpander. Nếu mà so ra đường trường nó cũng chỉ tầm hơn 5 lít thôi. 5 lít rưỡi cho 100 km đường trường. Anh chị mà đang tìm một mẫu 7 chỗ về mình chạy gia đình hoặc là mình chạy thêm dịch vụ thì tham khảo cho em chiếc này. Suzuki XL7 2020, xe nhập Indo. Không khác gì Xpander, cũng là anh em Xpander nhưng mà giá rẻ hơn một chút.
Nếu mà cùng đời so ra thì dòng này sẽ rẻ hơn Highlander khoảng tầm 6-70 triệu. Mọi người ok chưa ạ? Hơn 400 thôi ạ. Hơn 400 chỉ bằng con Highlander số sàn thôi. Gọi vào số Zalo, số hotline của em để em gửi thêm thông tin, hình ảnh, clip chi tiết cho mình tham khảo. Số điện thoại là 0789 299 111. Xe biển 89 Hưng Yên, một chủ từ mới. Bao đẹp, bao chất cho mình. Quan trọng là giá nữa, giá rẻ, hợp lý.